gì về chiếc đồng hồ này luôn. Rồi mình sẽ ướm thử thì đường kính của chiếc đồng hồ này nó rơi vào khoảng là 40 mm dành cho nam, và độ dày tổng thể của chiếc đồng hồ này thì theo mình xem thử thì nó rơi vào khoảng là tầm 12 mm. Còn riêng mẫu nữ này thì nó sẽ có đường kính ngang xe mặt rơi vào khoảng là 35 mm và độ dày tổng thể của nó sẽ nằm ở khoảng là 1 cm, là 10 mm. Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hỏi Triều. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của chúng mình thì hãy bấm lại ngay bấm nút chuông cũng như kia bên cạnh. Chúng mình sẽ có rất là nhiều nội dung video hay và hữu ích khác đang chờ các bạn ở phía sau nhé. Thì như các bạn cũng thấy trên màn ở đây là mình sẽ có một cặp đồng hồ, và một cặp đồng hồ này sẽ tới từ thương hiệu là Saga. Và điều đặc biệt là đây là hai mẫu đồng hồ open head Maker tới từ thương hiệu Saga này luôn. Rồi, và đối với việc mà một chiếc đồng hồ mà về thông tin nó ít ở thế này thì mình phải như thế nào, thì bắt buộc là mình phải review là thấy cái gì nói đó cho các bạn ngày hôm nay luôn. Và mình xin nói thêm về thương hiệu Saga này một xíu, thì đây là một thương hiệu ra đời vào năm 1950, và cái nơi mà nó ra đời là tại Mỹ. Thực sự nha, là nó ra đời tại Mỹ nhưng mà bản chất cái gốc của người hình thành nên thương hiệu này cũng là người Trung Quốc đó. Và nếu mà các bạn có tìm hiểu thêm mà các bạn phát hiện ra là Saga họ có đặt trụ sở ở Thụy Sĩ á, thì cũng là người Trung Quốc họ mang cái thương hiệu này tới đó và lắp bộ máy Thụy Sĩ thôi, giống như là họ mượn địa danh để đánh bóng tên tuổi chứ thực ra là bản chất vẫn là hàng Trung Quốc. Rồi, đầu tiên thì như các bạn cũng thấy thì trên tay trái của mình sẽ là một phiên bản dành cho nam, thì cái xe mặt nó sẽ to hơn, và bên tay phải sẽ là một chiếc dành cho nữ. Thì hai chiếc đồng hồ này cảm quan đầu tiên của mình nhắc lên thì nó khá là nặng, nó khá là đầm tay. Bởi vì khi mà mình tìm hiểu thử thì mặc dù mình không có thông tin nhưng mà gần như thông tin đại đa số đã ghi sẵn ở phía sau nắp lưng của chiếc đồng hồ luôn. Thì chiếc đồng hồ này nó ghi là nó sử dụng chất liệu là thép 904 đó, chiếc này cũng vậy, cho nên vật liệu nó thì mình cảm thấy được cái sự chắc chắn, khỏe khoắn và sự đầm tay của nó. Mình thì thực sự trước đây đã từng sở hữu cũng như đã có một chiếc đồng hồ là tới từ một cái thương hiệu gần như là của Trung Quốc luôn, là Panis. Thì nó cũng là một vật liệu thép khá là ngon, phải gọi là cái mình có thể gọi là những cái sản phẩm mà được đầu tư nè, về mức giá của nó cũng như là hàng xịn á, hàng nội địa, thì cái vật liệu nó luôn luôn làm ngon. Điển hình là các bạn thấy không, Trung Quốc thì luôn luôn có được nhiều nhà máy ô tô trên thế giới họ lựa chọn để lắp ráp. Chúng ta sẽ có BMW nè, các bạn sẽ có Audi nè, và có Volkswagen nè. Thì những nhà máy xe hơi á, họ tập trung chỉ ở những quốc gia nào mà công nghệ luyện kim nó gọi là nó tiên tiến, nó hiện đại thôi. Thì những chiếc đồng hồ này cũng thừa hưởng là cái nền công nghệ là luyện kim luôn, cho nên về vật liệu của họ luôn được đầu tư một cách rõ ràng và bài bản. Về chiếc đồng hồ nam thì bây giờ mình sẽ lấy thước mình đo thử xem là đường kính ngang xe mặt của nó là như thế nào nhé, tại vì mình cũng không có bất kỳ thông tin gì về chiếc đồng hồ này luôn. Rồi mình sẽ ướm thử thì đường kính của chiếc đồng hồ này nó rơi vào khoảng là 40 mm dành cho nam, và độ dày tổng thể của chiếc đồng hồ này thì theo mình xem thử thì nó rơi vào khoảng là tầm 12 mm. Còn riêng mẫu nữ này thì nó sẽ có đường kính ngang xe mặt rơi vào khoảng là 35 mm và độ dày tổng thể của nó sẽ nằm ở khoảng là 1 cm, là 10 mm. Hai chiếc đồng hồ này thì gần như là nó sẽ có một số đặc điểm tương tự với nhau về mặt ngoại hình nè, mặt số nè, và kể cả là bộ dây da màu đen này luôn, và họ sẽ dập vân cá sấu ở đây. Thì mình thấy là bộ dây này dập vân thôi chứ không phải là vân cá sấu thật nha, và bộ dây này nó sẽ kích thước ở đây là 20 mm. Phần đệm cũng khá là im, mặc dù chiếc đồng hồ này đã từng qua sở hữu rồi và mình có mượn để mình review thử, thì mình cảm thấy là sau một thời gian sử dụng thì có vẻ như bộ dây này vẫn còn khá là ngon. Những cái vết nứt trên phần mà da mà họ lắp bên trong này gần như là nó không có những cái vết nứt nhiều quá, gọi là vừa phải. Bản khóa thì được làm cũng khá là dày, khá là chắc đấy. Rồi, còn riêng bản nữ thì nó sẽ cách điệu một xíu, là nó sẽ thay đổi cái phần lớp dây này ở dạng nhìn nó sẽ cách tân hơn, nhìn nó sẽ có vẻ như là nó sẽ yêu điệu hơn. Đấy, cũng khá là ngon lành. Rồi, về vật liệu thì thép rồi đúng không, dây rồi đúng không. Thì trên mẫu nữ này các bạn sẽ có phần viền bên ngoài được đính thêm những cái viên đá nhỏ nữa để tạo điểm nhấn nè, cũng như để tạo sự lấp lánh cho chiếc đồng hồ, nhìn cho nó quý phái hơn, nó quyến rũ nhiều hơn. Trên chiếc đồng hồ này thì ở các mặt ở bên phải chúng ta sẽ được có một cái G lên, và nó sẽ có một cái T, trên này sẽ có hai cái chữ S ở đây. Đấy,
Thì cái ti này nó sẽ kiêm luôn chức năng là chúng ta có thể là hang within trên chiếc đồng hồ này, bởi vì bên trong của nó là một bộ máy cơ. Rồi đấy, còn mẫu nữ thì để xem lên được không. Vẫn lên được nhé. Rồi, rất là ngon lành. Rồi, về mức độ chống nước của hai mẫu đồng hồ này thì khi mình nhìn vào thì nó sẽ chống nước ở khoảng, nó có ghi trên đây luôn. À, đây là một cái chiếc đồng hồ mà mình thấy nó khá là ngộ nghĩnh nha. Họ sẽ ghi những thông tin chi tiết, chẳng những trên nắp đáy nè, và còn ghi trên cả cái lát dây này luôn. Thì chống nước ở đây họ ghi là 50 mét nước cho mẫu nam. Mẫu nữ ở đây cũng là 50 mét nước luôn. Đấy, vật liệu là thép là 904 nè, water resistant. Đấy, có số hết tất cả. Và chiếc đồng hồ là nằm trong dạng là phiên bản là limited edition. Về chân kính thì nó ghi là 24 chân kính, kính sapphire cho phần mặt kính phía trước. Phía sau này thì các bạn sẽ có một cái nắp thép, nó sẽ có khoét hình chữ C ở đây, là để chúng ta có thể xem được những chi tiết bộ phận bên trong. Và do là mình không tìm hiểu được bộ máy của nó, mà được cái là nó ở nắp lưng á, cho nên mình thấy được cái bộ máy của nó ghi là NH3. Thì mình tạm hiểu là mình có thể suy đoán đây là một bộ máy là NH3A tới từ nhà là Seiko. Rồi, chiếc đồng hồ nữ này thì nó sẽ không có nắp kính trong suốt đó để chúng ta có thể thấy. Và trên này nó còn ghi một số thông tin lằng ngoằng gì đó, một phiên bản giới hạn mà, cho nên họ sẽ điền nhiều thông tin vào đây. Xét về tổng thể thì mặt số hai chiếc đồng hồ này gần như nó tương đồng với nhau. Tuy nhiên mẫu nữ thì ở viền ngoài, bao quanh những cặp số thì các bạn sẽ có những chi tiết họ sẽ làm ở dạng là khảm trai, như sẽ hồng hồng, nó ứng ứng, nó đẹp hơn. Rồi, còn lại bên mẫu nam thì nó sẽ là những cái đường tròn đồng tâm thôi, bình thường. Và ngược lại, một cái đĩa tròn bên trong nữa của Saga thì nó sẽ làm mẫu nam nó sẽ có những chi tiết giống như cái đĩa tròn mà chúng ta hay thấy họa tiết trên những cái phi thuyền trong phim Star Trek hay là phim Star Wars á, nó sẽ có những cửa sổ nhỏ nhỏ nhìn vào đây. Và bên trong này thì ở vị trí 9 giờ các bạn sẽ có một ô open hết, tuy nhiên thì nó sẽ được che một nửa giống như cái mặt trăng vậy. Và trên cái ô mà nó che thế này thì nó sẽ là một cái kim để chúng ta xác định là thời gian là 24 giờ. Rồi, mẫu nữ thì cũng tương tự, kim giờ, kim phút của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có kiểu thiết kế là ở đây là mình thấy kiểu alpha, và nó sẽ có dạ quang bên trong. Những cái phần vật giờ ở đây thì nó sẽ là dạng hình thoi, và nó sẽ có cái đường nhấn ở giữa để tạo cái hiệu ứng gọi là cái hiệu ứng quang học khi chúng ta nhìn vào. Và tổng thể chiếc đồng hồ này nó sẽ thiếu vắng những cái phần mà dạ quang, những phần mà chi tiết định vị giờ nè, cũng như là một cái ô đĩa để xem là hôm nay là ngày bao nhiêu, thì nó sẽ mất đi tính năng đó. Rồi, ở cạnh 3 giờ nhìn qua thì các bạn chỉ thấy dòng chữ là Saga Water Resistant 50 mét nước thôi. Hai chiếc kim đồng hồ này nó ghi gần như là nó tương đồng với nhau. Rồi, ok, sơ khởi thì hai chiếc đồng hồ này sẽ có một số đặc điểm như mình vừa nêu ra, bởi vì mình không có mình cũng không có nhiều thông tin chi tiết nhiều quá về hai mẫu đồng hồ này để chia sẻ tới các bạn. Và nếu bạn nào chúng ta biết được những hai chiếc đồng hồ này sẽ tới từ đâu nè, về tên thương hiệu của nó cũng như là cái bộ sưu tập đó là gì, thì các bạn hãy comment để lại phía dưới. Và nếu bạn nào tinh ý hơn, kỹ hơn và phát hiện ra là đây là bộ máy gì nữa thì có thể comment luôn, mình cũng muốn học hỏi nhiều từ các bạn luôn. Ok, các bạn nghĩ sao về nội dung video mà mình review một cách mờ mịt về một cái thương hiệu Saga và hai chiếc đồng hồ này, các bạn nghĩ sao về nó? Và nếu các bạn muốn mình làm nhiều hơn cũng như so sánh với những chiếc đồng hồ này với những chiếc đồng hồ khác thì có thể comment để lại bình luận phía dưới video. Và nếu các bạn cảm thấy nội dung video hay và hữu ích thì đừng quên bấm vào nút like, share cho bạn bè, nút chuông và nút đăng ký để luôn luôn cập nhật những nội dung video mới nhé. Rồi, bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo.